Ngọc Đăng Thanh và Chí Tâm xin kính chào quý khán thính giả. Kính chúc quý vị luôn được nhiều niềm vui, an bình và hạnh phúc. Chí Tâm xin kính chào tái ngộ đến quý vị khán thính giả. Chào Ngọc Đăng Thanh. Chào Chí Tâm. Hôm nay mình sẽ nói về đề tài gì đây Chí Tâm? Hôm trước thì mình nói về cách lên dây của đàn kìm mà chưa hết ý. Cho nên hôm nay thì mình nói thêm về những cách lên dây của cây đàn kìm kỳ 2 nha. Hèn chi, Thanh thấy chưa có đầy đủ lắm về cách lên dây của cây đàn kìm đó. Đúng mà rồi. Hết giờ rồi. Phải rồi. Chính vì vậy cho nên hôm nay thì mình muốn chia sẻ thêm đến quý vị khán thính giả. Như lần trước thì mình đã nói qua cái đàn kìm. Hôm trước thì có cẩn, hôm nay không có cẩn. Đàn này nghèo hơn. Là đàn kìm. Ở miền Nam thì gọi là đàn kìm, mà còn ở miền Bắc thì gọi là nguyệt cầm. Sở dĩ người ta gọi nguyệt cầm là vì hình dáng của cái đàn kìm á, nhìn nó tròn giống như là cái hình mặt trăng. Dạ. Khi phát hình chương trình vừa qua đó thì Chí Tâm có nói tới cái chữ PC, tức là trước công nguyên, hay là nói là before century. Thì được một vị khán giả tên là ông Pierre Vũ, tên Tây ha, Pierre Vũ, có góp ý về chữ PC. Đó là chữ before Christ, tức là before Christ, Christ. Chúa đó, Christ. Chứ không phải là before century. Vậy thì chúng ta hiểu thêm về cái chữ viết tắt này thêm. Đó là PC, là before Christ, trước Chúa Giêsu Christ. Và khi tìm xem lại trên từ điển Bách Khoa thì có nói tới lịch, cái lịch mà Tây lịch đó, thì lại viết tắt của cái chữ là AD. AD là viết tắt của cái chữ Anno Domini, người làm ra lịch Tây. Đó, tính từ năm thứ nhất của Chúa Giêsu Christ có mặt. Cảm ơn ông Pierre Vũ đã thưởng thức chương trình và có ý kiến đóng góp để làm tốt đẹp hơn cho chương trình. Và có một cháu nhỏ là tên là Thảo Đinh có email hỏi qua điệu lưu thủy xuất xứ là từ thời điểm nào, là làng điệu gì, lưu thủy thì mang ý nghĩa gì. Mong chú Chí Tâm hãy hồi âm. Sẵn đây thì Chí Tâm cũng trả lời luôn cho cháu Thảo Đinh. Cảm ơn cháu đã thưởng thức chương trình, tức là người còn trẻ mà biết thưởng thức chương trình Tiếng Tơ Đồng và có những thắc mắc đó. Theo chú thì điệu lưu thủy có từ rất xưa, chú không nắm được là thời điểm năm nào, có thể là đã trên 100 năm rồi. Về làng điệu thì nó là theo dạng ngũ cung bắc, có chút hơi hạ. Thường thì nhã nhạc cung đình, nhạc điệu đó thường hay có hơi hạ để tỏ lòng tôn kính nhà vua hay là tôn kính người trên kẻ trước. Theo tích ngũ đối thượng và ngũ đối hạ. Ngũ đối thượng là năm điều kính ngưỡng đối với bề trên là vua, còn ngũ đối hạ là năm điều hòa nhã của vua đối với dân với nước. Vua tôi hòa hợp một lòng. Còn về hai chữ lưu thủy đó là nước chảy. Bài này luôn được trình tấu đầu tiên để chúc tụng cho mọi điều tốt lành suôn sẻ như nước chảy, như là phong thủy đó, phong suy đó. Lúc nào cũng luân lưu trôi chảy. Kế đó là phải trình tấu bài Phú Lục, là sự giàu sang phúc lộc. Nhưng mà sau này thì ban nhã nhạc cung đình thường hay chơi liên ba, là ba bài lưu thủy đoản, bình bắn vắng và kim tiền Huế, nên còn gọi chung là lưu bình kim. Đàn nguyệt, nhạc sĩ ở miền Bắc thì dùng cho hát chầu văn hay hát á đào. Nên lần trước Chí Tâm đã hát thể loại chầu văn bằng đàn nguyệt cầm rồi, phải không? Cô Bơ nhớ rất giỏi. Cô Bơ. Và hát cung văn, tức là chầu văn có nhiều làn điệu. Lần trước khi mình hát, hình như mình hát đó, thì mình thấy hình như cái làn điệu này nó rất gần với hơi sa mạc. Hay là hát sẩm, như là điệu hát sẩm chợ đó vâng. Thì để mình chọn cái dây. Vui nhất có chợ đồng xuân, mùa nào thức ấy xa gần đêm mùa. Mà cổng giữa có chỉ hàng dừa, hàng cao hàng trên, tức là hàng trái cây không thì, à? Sẩm chợ mà thì vẫn muốn quảng cáo cho cái chợ, thì nên bà con nào tới chợ Đồng Xuân thì nghe cái hát sẩm chợ như thế. Qua đến chầu văn thì bài chầu lục cung nương thì khăn lam áo lục phất phơ, cổ đeo kiềng vòng,
đeo kiện vòng, tay đeo xuyến bạc, châu lục nhện nhớ lên ngàn. Nét đoan trang ai người dám đỏ, chầu anh linh đã cho tiếng vang, hùng dung gợt khách qua đàn. Phải có cái ý vậy là nó mới đúng ra cái bài. Dạ yeah, đúng cái bài đó thì tùy theo người hát ngân nga thêm để cho cái phần hoa dạng cho cái phần chầu văn này. Trở lại phần đàn kìm thì tức là Nguyệt Cầm nói về lối lên dây. Đàn kìm á, đàn được mấy cái loại dây? Đàn được nhiều loại dây lắm. Khi mà chưa có đổi dây đó thì cái dây này nhiều loại dây như là dây hò nhất nè, rồi dây hò nhì nè, dây hò ba nè, dây hò tư nè, dây hò năm nè, rồi dây tố lan nè, rồi dây sa giang. Riêng hai dây tố lan với sa giang thì phải đổi dây. Rồi trước hết dây hò nhất là dây gì đó? Dây hò nhất thì tính theo dây một buông ra của cây đần kìm là nốt son. Dây son. Dây son vậy là dây kép thường. Tại vì lấy son dây làm kép họ. Thường đúng rồi. Khi mà dây kép thường thì lấy son làm họ. Nhưng mà có những điều nghịch lý mấy ông bà để lại như là luật bất thành văn. Mà quý bậc tiền bối đó có khi đặt để rồi mình phải đi theo thôi chứ biết là nghịch lý mà mình vẫn đi theo. Đâu bây giờ Chí Tâm thí dụ dẫn giải những cái điều nghịch lý đó coi như thế nào? Ví dụ dây hò nhất vậy mà có đôi lúc quý ông bà đó quý ông bà lại gọi là dây hò ba. Nếu là dây hò nhất lẫn lộn với dây hò ba có thể là vì tính theo dây hai. Dây hai tức là phím thứ hai. Dây hai phím thứ hai. Dây 2 phím 0 buông ra nè, phím 1 nè. Rồi dây 2 phím 2 là hò 3. 1 2 3. Có thể là mấy ông tính theo dây 2, dây 1 là buông ra, bấm vô phím 1 là 2, còn dây bấm vô phím 2 là hò 3. Mà hò 3 này lại tính theo dây trên chứ không phải là dây dưới. Bây giờ mời quý vị nghe thử dây kép dây hò nhất, tức là còn dây hò 3 là dây hò nhất luôn thì như thế này. Cái cuối cái chữ cái nốt cuối vẫn là ra cái hò ra hò hò dây son tức là hò nhất. Bây giờ mình nói theo thống nhất là hò nhất đi. Còn gọi là dây hò ba, nhưng rồi, mà dây hò nhì kết kế đây là dây hò nhì. Dây hò nhì thì theo cây guitar đó là tông la, tại vì son là dây buông ra, son la tức là dây xè. Đờn như thế này, lấy dây một làm hò nhất thì bấm phím thứ nhất làm dây hò nhì. Hò nhì lại có một cái cách lên dây nữa là xuống dây 2 thành hò. Tức là lấy hò này rồi xuống dây 2 này. Xuống dây 2 thành hò nhì. Dây 1 thành là chữ chữ phan. Hò phan nên còn gọi là dây hò phan. Hò phan, hò phan. Xuống dây 2 thành hò và bây giờ chúng ta đờn thử một đoạn như này. Tức là cái này cái mình dùng cái chữ có cái chữ phan vô trong đó. Nó có chữ sàn vô trong đó nhiều. Chữ sàn nó nhiều hơn. Dây cầm nhiều hơn. Tại vì cái dây này là mình đây, phải khi dùng mình cái xuống chữ hò là la thì đây là son, hò là son, là son. Dây hò phan này nó còn có một tên gọi rất là đẹp, đó là tên dây tố lan. Là dây tố lan là hồi nãy đó hả? Dây tố lan là dây này. Đó giờ thanh nghe học một chút xíu nữa thì mình sẽ nói tới dây tố lan. Rồi bây giờ đến dây hò ba. Dây hò ba thì mình phải lên lại cái dây này.
đến dây hò ba thì lại là tông son kép dây thường. Đó, cái đó mới là cái điều nghịch lý, phải không? Nếu hò nhì là dây xề, tông la thì hò ba phải là tông đô mới đúng chứ. À, tông đô. Vậy thì hò ba là dây kép, tông son là dựa trên dây hai đó, hình như hồi nãy đã giải thích. Dây hai tức là dây trên, dây dưới này thì gọi là dây dưới, dây một gọi là dây dưới, dây hai gọi là dây trên. À, dây kép thì tương đương với tông son thứ, nhưng tương đối thôi. Vì việc có khi kép ca dây thấp thì là tông pha thứ hoặc là pha thăng thứ. Còn nếu dây hò ba tính theo dây một thì lại là tông đô thứ. Thì mình phải lên dây hai thành chữ hò, so sánh tương đương bằng nốt đô. Vậy thì mình sẽ có hai dây hò C. Nhưng mà mỗi một cái dây đó, ví dụ hò 1, hò 2, hò 3 thì nó có một cách rao, một cái dùng cái nốt khác nhau hả? Cái nốt này do tâm hồn của người nhạc sĩ, nhưng mà tại vì cái phím của nó đôi khi nó không có gặp thuận tiện, cho nên người ta phải mượn cái dây này qua dây kia. Phải đó là dây hò 3 là tông đô. Rồi kế đến là hò tư. Nếu dựa theo mà khi nãy mình nói hò tư thì phải là tông la mới đúng chứ. Nếu hò ba là dây son thì hò tư phải là tông la. Dạ. Đó, cái đó là điều nghịch lý. Nghịch lý ở cái chỗ hò tư mà lại là dây đào, tông rê thứ. Rê thứ. Đó, rê thứ. Tông rê thứ, vậy là tính trở lại bằng dây 1, phím thứ 3. 1, 2, 3. Dây 1 phím thứ 3 là hò tư, tại vì hò nhất nằm đây, hò nhì nằm đây, hò ba nằm đây, hò tư nằm đây. Đó. Chính vì vậy cho nên người ca sĩ hay là người nghệ sĩ hay bị mập mờ, không biết là nói là dây hò gì để mà nhạc sĩ đàn cho đúng. Đúng rồi, cũng như là khi nãy nếu mà giọng nữ thấp thì phải đàn tông đô thứ thì mới hát được, chứ không nhất thiết là phải tông rê, có phải không? Như là Thanh thì hát hò tư thôi. Dạ. Dây hò tư này còn gọi là dây tứ nguyệt, đếm theo dây một so sánh tương đương với son la đô rê, đó là dây hò tư, tức là dây tứ. Tứ là tứ, nguyệt một, nguyệt hai, nguyệt ba, nguyệt bốn, gọi là dây tứ nguyệt. À, còn gọi là dây tứ nguyệt. Khi dây tứ nguyệt thì mình phải lên dây hai thành chữ hò, rồi dây một sẽ trở thành sang, hai dây buông là hò sang, hò sang, hò sang.